Xin chào anh em, chào mừng anh em đã quay trở lại với video tiếp theo của Tộc trưởng LTG. Chúc anh em có một buổi tối vui vẻ bên gia đình và người thân nha. Như anh em cũng đã biết, theo kế hoạch chính thức, series hàng năm của Đấu Phá Thương Khung sẽ chính thức kết thúc ở 52 tập và cốt truyện sẽ kết thúc ở Huyết Tẩy Vân Lam Tông. Nhưng khi cốt truyện tiến triển, Đấu Phá Thương Khung đã bắt đầu được nhiều người chờ đón hơn. Có thể nói, Đấu Phá Thương Khung chỉ kém Đấu La Đại Lục về lượng phát sóng. Tài liệu duy nhất liên quan đến Huyết Tẩy Vân Lam Tông có lẽ là tạo hình trang phục của Vân Vân. Thế nhưng nó lại trùng với đúng ngày sinh nhật của cô nàng. Vào thời điểm đó, việc phát hành sơ đồ tạo mẫu chính thức có thể chỉ là lợi dụng sinh nhật của Vân Vân để quảng cáo cho Huyết Tẩy Vân Lam Tông. Nhưng không một ai nghĩ rằng Huyết Tẩy Vân Lam Tông có thể tiếp tục được phát sóng. Và những người theo dõi bộ phim không thể nào tưởng tượng khi mà tập 51 lên sóng, mọi thứ dường như đã thay đổi. Nói chính xác thì là khi tập 51 lên sóng thì trailer chính thức của tập 53 cũng đã được tung ra. Qua nội dung của trailer, có thể thấy rằng tập phim bắt đầu bằng việc Tiêu Viêm dẫn theo rất nhiều người trở về Giám Ma Đế Quốc. Tư thế ngồi của Tiêu Viêm đã để lại ấn tượng sâu sắc trong lòng khán giả, không thể phủ nhận rằng sự ngầu lòi và khí phách thực sự đầy đủ. Ngoài ra, Hải Ba Đông, nhà đầu tư tài phiệt giỏi nhất, ông đã tất tay đặt cửa vào Tiêu Viêm, vì lẽ đó Hải Ba Đông đã ôm được một mớ hời lớn. Trong trailer này, Hải Ba Đông cũng đang quyết chiến với người của Vân Lam Tông và cụ thể nó như thế nào, hãy cùng tộc trưởng LTG đi tìm hiểu trong video ngày hôm nay nha. Các bạn đã sẵn sàng chưa? Chúng ta bắt đầu thôi. Tiêu Viêm đã tập hợp một số lượng lớn các cao thủ tại Học viện Già Nam, sau đó vội vã trở về Giám Ma Đế Quốc cùng với các cao thủ từ Tiêu Môn, cộng với đó là các cao thủ tại Hắc Sắc Vực. Lúc này ở Giám Ma Đế Quốc, Vân Xuân cũng đã không thể ngồi yên được nữa. Dưới sự sắp xếp của Vũ Hộ Pháp, một kẻ có thực lực đấu tông của Hồn Điện, Vân Sơn đã ra lệnh bao vây và trấn áp Mỹ Đặc Nhĩ gia tộc. Bề ngoài, có vẻ như Vân Sơn đang cố gắng giành lấy những người còn sót lại của Tiêu gia do Mỹ Đặc Nhĩ bảo vệ. Trên thực tế thì không phải như vậy, bởi vì tên Vũ Hộ Pháp vẫn chưa tìm thấy dấu vết của đá xá cổ đế ngọc. Hắn ta đã nhắm tới Mỹ Đặc Nhĩ và muốn tìm ra tất cả những gì còn sót lại của Tiêu gia. Để bao vây và trấn áp Hải Ba Đông, lần này Vân Sơn đã cực kỳ chi mạnh tay. Hắn cử hai cao thủ đấu hoàng, thêm vào đó là 7 cao thủ đấu vương trong một lần xuất chiến. Hải Ba Đông tội nghiệp không ngờ lại bị 4 người hạ gục, trong đó có 2 đấu hoàng và 2 đấu vương. Trước tiên chúng ta hãy cùng nhau tìm hiểu xem thực lực của Hải Ba Đông lúc này ra sao. Trải qua 3 năm rèn luyện, Hải Ba Đông từ một nhị tinh đấu hoàng, mặc dù chưa hóa giải được phong ấn, nhưng ông cũng đã trở thành ngũ tinh đấu hoàng, mà đối thủ của ông là Vân Đốc cùng với Vân Sát. Thời gian ngược lại 3 năm trước, hai tên trưởng lão này chỉ có thực lực là tứ tinh đấu vương, vì có Hồn Điện trợ giúp, chúng đã tấn thăng trở thành đấu hoàng cường giả. Ngoài Hải Ba Đông ra, Mỹ Đặc Nhĩ Đằng Sơn, tộc trưởng Mỹ Đặc Nhĩ gia tộc cũng sẽ ra tay. Đằng Sơn thực lực cũng không phải mạnh, khi đó ông mới chỉ là cấp bậc tứ tinh đấu vương, mà đối thủ của ông lại là hai tên có thực lực đấu vương. Nếu như một mình chống lại một đấu vương, Đằng Sơn còn có cơ hội chiến thắng. Đáng tiếc ông lại bị hai tên đấu vương vây công, Đằng Sơn không phải là đối thủ, rất nhanh đã bị đánh bại. Sau thất bại của Đằng Sơn, hai tên đấu vương này đã hợp tác với Vân Đốc và Vân Sát, 4 người hợp lực để đối phó với Hải Ba Đông. Thực lực của Hải Ba Đông mặc dù rất mạnh, nhưng cũng chỉ là ngũ tinh đấu hoàng mà thôi. Đồng thời đối mặt với Vân Đốc Vân Sát vốn đã rất khó khăn, huống chi phải đối mặt với 4 cao thủ. Hải Ba Đông cũng cảm thấy mình không thể chống cự được bao lâu, vì 4 kẻ này đều là trưởng lão của Vân Lam Tông, nên chúng có thể sử dụng những trận pháp cực kỳ mạnh. Vì lẽ đó, Hải Ba Đông tội nghiệp đã thua 2 đấu hoàng, 2 đấu vương theo cách này. Hải Ba Đông với tư cách là người bảo vệ và là lực lượng chiến đấu mạnh nhất của Mỹ Đặc Nhĩ gia tộc, đương nhiên không thể đứng ngoài cuộc, mặc dù đối thủ có mạnh tới đâu. Kể từ khi Tiêu Viêm rời khỏi Giám Ma Đế Quốc, Vân Sơn và Hồn Điện đã phát triển sự hợp tác cực kỳ sâu sắc. Hồn Điện đã giúp cho Vân Sơn sản xuất hơn 10 tên đấu hoàng cường giả, nhưng những đấu hoàng này bị cưỡng bức thăng cấp và không thể đột phá. Vì điều này, Vân Sơn rất tự tin, phá đi 2 gã đấu hoàng, 7 gã đấu vương, tiến tới bao vây và trấn áp Mỹ Đặc Nhĩ gia tộc, cộng với đó là những người còn sót lại của Tiêu gia được Mỹ Đặc Nhĩ gia tộc bảo vệ. Hải Ba Đông mặc dù biết nếu như chiến thì mình sẽ bại, nhưng ông ta là một người giữ chữ tín, cho nên ông không hề chùn bước, không chấp nhận đầu hàng. Hải Ba Đông một mình lao tới quyết chiến với 2 gã đấu hoàng, một con sổng bằng vắt vẻo trên không trung, dùng chính sức lực của mình chống lại chúng.
Chúng ta hãy xem các hiệu ứng đặc biệt của Hải Ba Đông trong trailer. Nó thực sự rất ngầu và dũng mãnh. Hai tên đấu hoàng ban đầu cũng chưa thể đánh bại Hải Lão. Hải Ba Đông xứng đáng được gọi là một chiến binh thực sự. Hiệu ứng của băng hoàng cực kỳ là chất lượng, tạo cho mọi người cảm giác như đang xem một bộ phim bom tấn vậy. Những người đứng đầu các gia tộc như là Pháp Mã hay là Gia Hình Thiên, bọn họ đều đã đến để xem trận chiến. Vốn tưởng rằng bọn họ sẽ lựa chọn ra tay, dù sao bọn họ cùng với Hải Ba Đông có thâm tình. Giúp đỡ lẫn nhau đó là việc nên làm. Nhưng nhìn vẻ ngoài của họ, họ thực sự chỉ đang xem trận chiến. Họ chưa bao giờ nghĩ đến việc đi lên để cứu Hải Ba Đông, cứu Mễ Đặc Nhĩ gia tộc. Về phần tại sao lại như vậy, ban đầu LTG cũng không hiểu. Nhưng sau khi nghĩ lại, chẳng qua là sáng suốt bảo vệ tính mạng mà thôi. Bởi vì nếu như bọn họ đi cứu Hải Ba Đông, không thể nghi ngờ sẽ hoàn toàn đắc tội Vân Lam Tông. Vân Lam Tông thực sự không phải là thứ mà bọn họ có thể đắc tội. Tự nhiên bọn họ không muốn đối đầu với Vân Lam Tông, cho nên chỉ có thể đứng ngoài nhìn và cảm thấy có lỗi với Hải Ba Đông. Lúc này có một người đã kịp thời xuất hiện giải cứu Hải Ba Đông. Khi ông dần dần rơi vào thế bất lợi và sau bị hai tên trưởng lão Vân Lam Tông đánh bại, lúc này Tiểu Viêm mới dẫn người của mình đi tới. Thấy Hải Ba Đông gặp nguy hiểm, Tiểu Viêm không nói một lời mà xông ra giải cứu. Xuất hiện cùng với Tiểu Viêm còn có rất nhiều cường giả đấu vương từ Già Nam Học Viện và Hắc Giác Vực. Những người mà Tiểu Viêm mang đến cũng không phải là người ăn chay, họ lựa chọn đối thủ của mình và cuối cùng đã quét sạch tất cả các thành viên của Vân Lam Tông được phái đi lần này. Trên thực tế, theo cốt truyện, ngoại trừ 4 cao thủ này, còn có 5 cao thủ đấu vương ở ngoại vi. Vì bảo đảm hết thảy đều an toàn, Vân Sơn lần này thật sự tiêu tốn rất nhiều tài nguyên, tổng cộng phái tới 2 cao thủ đấu hoàng và 7 cao thủ đấu vương. Nếu Tiểu Viêm không trở về kịp thời, Hải Ba Đông thực sự sẽ rơi vào tình trạng nguy khốn. Với sự trở lại của Tiểu Viêm, mọi nguy hiểm của Mễ Đặc Nhĩ gia tộc sẽ được giải quyết ngay lập tức. Thực lực của Tiểu Viêm rất mạnh, cường giả đấu hoàng bình thường căn bản Tiểu Viêm sẽ không thèm để ý. Theo như cốt truyện của tiểu thuyết, Tiểu Viêm đã đánh bại 2 đấu hoàng và 7 đấu vương chỉ trong một thời gian ngắn. Vân Đốc và Vân Sát đều sẽ chết trong tay của Tiểu Viêm. Phải nói rằng, Tiểu Viêm đã cực kỳ mạnh, dễ dàng giết chết cường giả đấu hoàng chỉ bằng một đòn. Mặc dù trailer chính thức của tập 53 được tung ra quả thực đã khiến nhiều khán giả khấp khởi mong chờ bởi những tình tiết được cập nhật liên tục, nhưng ngoài tạo hình của Vân Vận và trailer của tập 53 thì không có nhiều tin tức liên quan đến huyết tẩy Vân Lam Tông. Nhà sản xuất cũng không thông báo bất kỳ tin tức cập nhật liên tục nào. Tổng số tập của Đồ Phá Thương Khung mặc dù đã tăng lên 104 tập. Tất cả những điều này làm cho các bản cập nhật liên tục trở nên khó hiểu hơn và chắc chắn sẽ dẫn đến nhiều cuộc thảo luận và suy đoán. Ngoài ý kiến thảo luận về cập nhật liên tục, chất lượng hoạt hình của tập 53 cũng khiến nhiều khán giả tranh luận. Kể từ khi câu chuyện về thiên phần luyện khí tháp kết thúc, chất lượng của Đồ Phá Thương Khung đã giảm rõ rệt qua từng tập. Ngay cả trận chiến giữa Tiêu Viêm và Hàn Phong, ngay khi Mỹ Đồ Tòa xuất hiện giải cứu Tiêu Viêm, thậm chí Tiêu Viêm khi quý còn thấp bé nhẹ cân hơn cả những gì chúng ta nghĩ. Tuy nhiên, qua nội dung review của tập 53, chất lượng của Đồ Phá Thương Khung dường như đã trở lại đỉnh cao. Dù chỉ dài vài chục giây, nhưng vẫn có nhiều hiệu ứng đặc biệt đẹp mắt, chẳng hạn như trận chiến của Hải Lão, và điều này cũng khiến khán giả trông chờ vào cốt truyện của huyết tẩy Vân Lam Tông. Còn các bạn nghĩ sao về điều này? Đừng quên để lại ý kiến cá nhân của mình trong khu vực bình luận nhé. Cuối cùng thì LTG xin chân thành cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.